Giai đoạn thứ hai vòng biểu diễn trực tiếp của giọng hát Việt đã khởi động. Hai đội Trần Lập và Thu Minh là những người đầu tiên đương đầu với thử thách mới. Hãy dùng lời hay, hãy dùng lời hay, làm sao nàng vẫn vương. Với luật chơi loại trực tiếp, khán giả đã được thỏa mãn với kết quả được công bố ngay trong đêm. Và bất kỳ sự bất tập trung nào cũng sẽ đều phải trả giá. Trong thời khắc mong manh của cơ hội cuối cùng, bản lĩnh sân khấu và sự thức tỉnh đã giúp cho Nguyễn Văn Thắng và Dương Trần Nghĩa tiếp tục hành trình của mình. Tuần trước, những thí sinh của hai đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà đã có một tuần để nghỉ ngơi. Nhưng họ đã dành khoảng thời gian đó để chuẩn bị cho đêm thi sắp tới của mình. Liên tục những buổi phân tích và thảo luận nghiêm túc được tổ chức, thí sinh hai đội đã cùng nhau rút ra được những kinh nghiệm thực tiễn trước khi đương đầu với những thử thách mới của chương trình Giọng Hát Việt. Giờ đây, 10 thí sinh đã hiểu rõ những gì mình sắp phải đương đầu. Áp lực càng ngày càng tăng thêm. Rất lo lắng, không biết là mình có làm được không. Hành trình mỗi ngày một gian khó hơn. Đội Hồ Ngọc Hà với những cái tên Đinh Hương, Tiêu Châu Như Quỳnh, Thái Trinh, Bùi An Tuấn, Đào Bá Lộc, đội Đàm Vĩnh Hưng. Với những cái tên Ngọc Luân, Đồng Lan, Thanh Hằng, Xuân Nghi, Trọng Khương hứa hẹn sẽ mang tới một đêm thi đầy cảm xúc. Sự kỳ vọng của khán giả ngày một lớn hơn. Đội Hồ Ngọc Hà sẽ chứng minh tình yêu âm nhạc và sự trân trọng của mình đối với khán giả. Đêm nay, ai cũng sẽ là người đầy tiếc nuối khi phải ra đi. Hãy để những thí sinh khẳng định mình trên sân khấu của Giọng Hát Việt. Và quý vị khán giả xin đừng quên nhắn tin bình chọn để giữ lại thí sinh mà bạn yêu thích. Bằng cách soạn tin theo cú pháp mã số thí sinh gửi 6258, các chiến binh đội Đàm Vĩnh Hưng, Phan Ngọc Luân mã số bình chọn 15, Vũ Thanh Hằng mã số bình chọn 18, Nguyễn Trọng Khương mã số bình chọn 19, Đồng Lan mã số bình chọn 20, Lê Phạm Xuân Nghi mã số bình chọn 21, đội Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thái Trinh mã số bình chọn 24, Tiêu Châu Như Quỳnh mã số bình chọn 25, Đinh Hương mã số bình chọn 26, Đào Bá Lộc mã số bình chọn 27, Bùi Anh Tuấn mã số bình chọn 28. Kết quả sẽ được công bố ngay trong đêm. Người thắng cuộc buổi giải năm nay sẽ có cơ hội sở hữu giải thưởng 500 triệu đồng, một hợp đồng thu âm với hãng Universal, cùng một bộ sản phẩm thông minh của nhà tài trợ Samsung Việt Nam trị giá 200 triệu đồng và một chuyến du lịch tại Hàn Quốc cho 4 thí sinh đoạt giải cao nhất trong 7 ngày. Hãy tham gia bình chọn cho bài hát mà bạn yêu thích nhất tại website giọnghatviet.vtv.vn. Những chiếc điện thoại Samsung Galaxy S3 đang chờ đón bạn. Một thẻ mua hàng Nguyễn Kim trị giá 30 triệu đồng của trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim sẽ dành cho vị khán giả may mắn khi tham gia bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhất. Chào mừng quý vị đến với chương trình Giọng Hát Việt với sự đồng hành của công ty điện tử Samsung Việt Nam. Wow, và hãy tiếp tục tinh thần đó để đón chào các huấn luyện viên của chúng ta. Xin giới thiệu huấn luyện viên Trần Lâm, huấn luyện viên tiếp theo Hồ Ngọc Hà, và thưa quý vị, huấn luyện viên Thu Minh. Chúng ta hãy cùng đón chào huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Hãy xem nào, các huấn luyện viên, các anh chị trông rất thoải mái, rất tự tin, và đó là một dấu hiệu tốt để cho đêm nay thật là ý nghĩa. Và thưa quý vị, ở tập trước thì các thí sinh của đội huấn luyện viên Trần Lập và huấn luyện viên Thu Minh đã thi đấu, và đến tập này đó là các chiến binh của đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Cũng xin được nhắc lại luật lệ đôi chút, đội có 5 thành viên, họ sẽ hát trên sân khấu này và sau đó nhận được sự bình chọn của chính quý vị khán giả. Và không ai khác, những thí sinh nhận được sự bình chọn nhiều nhất của quý vị khán giả, 2 thí sinh sẽ được tiếp tục đi tiếp. Và sau đó thì huấn luyện viên sẽ lựa chọn 1 thí sinh tiếp theo. Còn lại 2 thí sinh, họ sẽ tận dụng cơ hội trên sân khấu này ngay đêm nay, hát một lần nữa và thuyết phục thí sinh của mình, thuyết phục huấn luyện viên của mình rằng mình là thí sinh xứng đáng nhất. Và hãy cùng chúc cho họ may mắn.
Thưa quý vị, một lần nữa Phan Anh xin quý vị hãy nhớ mã số bình chọn của từng thí sinh. Hãy nhớ tổng đài của chúng tôi là 6258. Và hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để đón chào thí sinh đầu tiên. Thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Hồ Hồng Hà. Xin giới thiệu Thái Trinh.